bà lên với chị khoai tây. Khoai tây lột vỏ ra rồi để làm tóc, nhuộm tóc. Bây giờ tới bà lan. What's in that room? What's the potato and the yam and... The bat, eh? Bat, okay. Giờ bỏ bỏ khoai tây với bà lan vô trong trong bịch giấy. Đổ bột vô, đổ bột mì vô, xóc nó. Năm muỗng bột mì với một muỗng sốt, muỗng muối biển, bây giờ tiêu. Sắp lên vào okay, good. Yeah. Okay, done now. Okay. Butter and sugar. Mời các bạn dùng. Style butter and sugar. Good.